Thành Lương cùng các đội đang tạo ra về phía khung thành của Hermansia. Trong cú đá phạt góc trước thì Thành Lương cũng đã tạo ra một pha bóng nguy hiểm với khung thành của Hermansia. Và bây giờ là một tình huống đá phạt góc bằng chân trái khác. Vẫn là một cái tầm như vậy. Dứt điểm! Một không dành cho đội tuyển Việt Nam. Pha ghi bàn của Huy Hùng, xin lỗi các bạn, của Quế Ngọc Hải. Niềm vui đã đến với các cổ động viên của chúng ta và bàn thắng mở tỷ số này là một kết quả xứng đáng cho những gì mà đội bóng của Toshiya Mira đã tạo ra trong 11 phút vừa qua. Toshiya Mira cho đến thời điểm này đã hoàn toàn đúng với những sự lựa chọn nhân sự của mình. Bàn thắng mà chúng ta có được đến từ một sai lầm của tiền đạo được chú ý rất nhiều là Phan Vích của đội bạn. Phan Vích đã thực hiện một pha đánh đầu như chuyền và tình huống này thì Hermansia đã lên hơi cao để rồi hoàn toàn bị đánh bại bởi một tình huống đệm bóng khôn ngoan của Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải đã giữ được cho mình một cái đầu lạnh và trình độ xử lý bóng của hậu vệ cánh phải.